Lâu quá không có nướng con mực, hôm nay nướng con mực ăn cả nhà. Đó, nướng con mực ăn nha. Nướng bằng lửa ga. Nướng xong rồi mình bỏ vô cái máy mình cán ra cho nó mỏng lại. Lâu lắm rồi mới ăn đó, nó chấm với tương ớt mình ăn nè, rất là ngon luôn. Mời cả nhà ăn khô mực nha. Này khô mực này là mua từ ở Việt Nam á, đem qua để dành cho tủ đá, chừng nào ăn mình lấy ra. Trời có gió mát quá chừng luôn. Nướng con mực ăn. Người ta ăn con mực uống bia mà ăn con mực uống nước lạnh. Nướng cho nó gần chín là mình mới đi cán được nha. Bỏ lửa nó lớn chút xíu cho nó chín con khô, nãy giờ nó chưa có vàng. Ở đây mình có cái máy cán khô mực đã mua từ Việt Nam đem qua, giờ mình bỏ khô mực vô đây mình cán. Cán xuống giờ mình phải dịnh nha, ra cán 2-3 lần vậy cho nó mềm. Đó, khô mực nó lọt xuống đây này. Ta có một tay quay à. Giờ mình đứng cán tiếp, cán phải phải dịnh, một người dịnh mới được. Con khô nó lọt xuống đây nè, cả nhà thấy không? Đó, con khô nó lọt xuống dưới đó. Rồi mình sẽ quay cho sơ cái máy cho cả nhà xem biết thôi, là mình cán từ từ. Cán con mực nè, đó mạnh tay xuống mới cán được. Đó, cắn về xuống đạp cái này cho nó khỏi ấy, mình phải đạp cái này cho nó vững chặt lại đó, đạp cái chân đó. Ok đó, quay mạnh vô, khô nó lọt xuống dưới nè cả nhà. Nó cầm khô đi rồi bỏ vô cán thêm lần nữa cho nó mềm ra, cán 2 lần cho nó mềm khô ra. Đây khô mực đã nướng xong, mềm dẻo rất ngon luôn. Giờ mình đem vô mình chấm với tương ớt mình ăn. Mà cả nhà dùng khô mực với gia đình mình nha. Đó, khô mực đó. Rất là ngon luôn. Đó, khô mực đây, khô mực này, ai ăn khô mực không? Mực ngon, vừa giòn, vừa béo, vừa ngọt. Ngon quá chừng ngon luôn.